Trong video số 73, bán số 1 hai bên hỏi nhau, báo 2 danh thủ Liệu Đại Hoa cầm đỏ đi tin, tổ chức các cuộc tấn công chớp nhoáng về phía Hoàng Thị Thanh, dùng cặp song xe quấy phá liên tục phá đảo hàng trước của bên đen, buộc danh thủ họ Hoàng phải đổ một xe và phế luôn xe còn lại, hồng dùng song pháo kết hợp song mã để tiêu diệt họ Liệu. Nhưng đến cuối cùng, họ lại phải phơi thay bởi quân tốt nhập cung của danh thủ Phương Đông Điện Nạo. Mà các bạn theo dõi diễn biết của ván đấu, diễn ra như sau. tới đỏ nhập cung xe đỏ chiếm cứ trung lộ pháo đỏ nằm chiếu đẩy, mặt tướng ở lộ 4 bên đen không còn đường thoát đành đưa tay chịu chói kết thúc ván đấu lựa đại hoa thẳng tiến vào vòng sau cảm ơn các bạn đã theo dõi video nếu thấy hay hãy nhấn like share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến và đừng quên để lại bình luận góp ý bên dưới video các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại chiến com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo